hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, Sơn Thượng Chi Thử, đúng tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023, đang khổ ngập đầu, được bề trên dẫn đường chỉ lối mà ăn nên làm ra, trúng số liên tiếp, giàu sáng bất ngờ, người người ngưỡng mộ. Anh chị Nhâm Tý thân mến, có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Nhâm Tý thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Hoan hỷ chào đón quý cô bác anh chị Nhâm Tý đến với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Minh Đường Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị có một ngày nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị. Thưa cô bác anh chị Nhâm Tý, có một vị thiền sư hỏi sư phụ. Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp, con ngồi xuống tịnh tâm tha thứ hết cho họ. Vài hôm sau người đệ tử trở lại, con đã học được tha thứ cho họ sư phụ ạ. Thật nhẹ cả người, coi như xong. Sư phụ đáp, chưa xong. Con về tịnh tâm mở hết lòng ra thương yêu họ. Người đệ tử gãi đầu, tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương yêu họ, thì thôi được, con sẽ làm. Một tuần sau người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù, bảo tốt, bây giờ con về tịnh tâm ghi ơn họ, nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy. Người đệ tử trở lại lần này, tin tưởng rằng mình đã học xong bài và anh tuyên bố con đã học được và ghi ơn hết, mọi người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ. Sư phụ cười, vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ họ không có lỗi lầm gì mà con tha thứ hay không tha thứ. Cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi sự thù hận, giúp cô bác anh chị sống đời an nhiên hơn. Minh Đường Tử Vi biết rằng, có rất nhiều cô bác anh chị Nhâm Tý đang theo dõi video, vẫn còn thù hận hay oán ghét một ai đó. Vì họ đã làm tổn thương đến cô bác, anh chị, thậm chí nhiều cô bác anh chị không thể tha thứ cho cả những người thân yêu trong gia đình mình. Thử hỏi nếu cô bác anh chị cứ ôm khư khư sự thù hận và oán ghét, xong rồi cuộc sống của cô bác anh chị liệu có trở nên tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không. Món nợ cô bác anh chị đang gánh, cô bác anh chị vẫn phải gánh. Những vấn đề trong cuộc sống cô bác anh chị đang đương đầu, cô bác anh chị vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc tận tâm khảm, cô bác anh chị đang chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cô bác anh chị vẫn cứ phải đơn độc một mình chiến đấu. Cuộc sống của cô bác anh chị nào có tốt đẹp hơn trước là bao. Dù trong giây lát cô bác anh chị có thể thỏa mãn được sự sân si khi thấy người mà cô bác anh chị oán hận gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những góc khuất ở đâu đó trong thâm tâm của mình. Có người không thể kìm hãm được sự cám dỗ và buông thả theo nó, nhưng có người lại học cách tha thứ tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa nghiệp. Nghe đến đây chắc hẳn cô bác anh chị đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, không phải bậc thánh nhân, làm sao có thể thoát khỏi những cám dỗ về tham sân si được. Cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, Minh Đường Tử Vi không khuyên quý bản mệnh Nhâm Tý phải sống như Bồ Tát, vì điều đó vượt xa khả năng của cô bác anh chị, bởi vì cuộc sống là những sự lựa chọn. Dù cô bác anh chị có chọn lựa sống như thế nào đi chăng nữa, thì cô bác anh chị vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Không một ai có thể chịu trách nhiệm thay cho cô bác anh chị cả. Sống làm sao để trái tim và đầu óc luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc là được.
Hãy để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời cô bác anh chị trở nên tốt đẹp hơn. Còn những chuyện mà người khác có vô tình hay cố ý làm tổn thương bản mệnh Nhâm Tý thì cô bác anh chị hãy xem đó là một bài học cuộc đời. Giúp Nhâm Tý mạnh mẽ hơn để đương đầu với muôn trùng sóng gió ngoài kia, cô bác anh chị đừng quá phiền lòng để oán ghét họ làm gì cho mệt người. Bởi vì đời họ họ sống, lộc họ hưởng, mà nghiệp của họ thì họ tự gánh lấy vậy thôi. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, những người thuộc tuổi Nhâm Tý thường được ngưỡng mộ bởi tài năng vượt trội, trí thông minh sáng sủa, tư duy sáng tạo và khả năng nhanh nhạy trong tất cả mọi việc. Vì vậy, có thể thấy rằng tuổi này là đồng nghĩa với con chuột. Điều này giải đáp cho câu hỏi tuổi Nhâm Tý là con gì. Tính cách của người tuổi Nhâm Tý thường đặc biệt và đa dạng. Họ có trí thông minh sắc sảo, khả năng sáng tạo và luôn biết cách giữ gìn và tích lũy tài sản. Người tuổi Nhâm Tý thường không dễ dàng chịu áp lực, luôn lạc quan và biết cách tìm cách vượt qua khó khăn. Phụ nữ tuổi Nhâm Tý thường nhạy cảm và thương người. Họ có tư duy phong phú nhưng thường cần sự hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định quan trọng. Bên ngoài, người tuổi Nhâm Tý thường có nhiều mối quan hệ bạn bè do tính cách hiền lành, thân thiện và dễ gần. Tuy nhiên, họ đặt mức độ quan trọng cao đối với những người họ xem là bạn tri kỷ. Mặc dù có thể xuất hiện hơi khó tính và phàn nàn đôi khi, nhưng tổng cộng người tuổi Nhâm Tý thường là những người dễ kết bạn. Theo tử vi tuổi Nhâm Tý, người tuổi Nhâm Tý là người rất duyên dáng và lãng mạn trong tình yêu. Họ luôn biết cách làm hài lòng và chinh phục được trái tim của người mình yêu. Họ có thể làm cho người yêu cảm thấy quan trọng và đặc biệt bởi vì họ luôn quan tâm và chăm sóc cho người yêu một cách tận tình. Họ cũng rất trung thủy và có trách nhiệm trong tình yêu. Họ không dễ dàng phản bội hay lừa đôi người yêu. Họ luôn mong muốn có một tình yêu vĩnh cửu và hạnh phúc. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Tý cũng có những khó khăn trong tình yêu mà họ cần vượt qua. Họ có thể bị ảnh hưởng bởi sự ghen tuông và nghi ngờ của bản thân. Họ không dễ dàng tin tưởng vào người yêu. Họ cũng có thể bị áp lực bởi sự mong đợi và đòi hỏi của người yêu. Họ không thoải mái khi phải làm theo ý muốn của người khác. Họ cũng có thể bị mất cân bằng giữa công việc và tình yêu. Họ có thể quá mải mê với sự nghiệp mà quên mất sự quan trọng của tình yêu. Theo tử vi tuổi Nhâm Tý, người tuổi Nhâm Tý là người có sự nghiệp rất thành công và phát triển. Họ là những người có tài lãnh đạo, quản lý và điều hành rất tốt. Họ có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và khó khăn. Họ luôn có những ý tưởng sáng tạo và đột phá trong công việc. Họ cũng rất chăm chỉ và kiên trì. Họ không ngại gian khổ hay vất vả để đạt được mục tiêu của mình. Người tuổi Nhâm Tý có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, buôn bán, tài chính, chứng khoán, luật, giáo dục, nghệ thuật, truyền thông, du lịch. Họ có thể làm chủ doanh nghiệp hoặc làm việc cho các tổ chức lớn. Họ cũng có thể làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Nhâm Tý 1972 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên sao nhãng. Theo tử vi 12 con giáp tháng 11 âm lịch thì người tuổi Nhâm Tý là con giáp nằm trong top may mắn, vận trình 8 phần cát, 2 phần hung khi mà ngũ hành nguyệt lệnh hoàn toàn ủng hộ bạn. Đầu tháng Nhâm Thủy sinh vượng, kiếp tài vượng vận mang tới nhiều sự che chở cho bản mạng. Cuối tháng Tỷ Kiên lâm cát vận, ngũ ý bạn được đồng nghiệp, anh em bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Tháng 11 âm lịch là tháng hàn lạnh, âm khí trở nên mạnh hơn bình thường, dương khí đang hoài thai không đủ để sưởi ấm nhân gian, đất trở nên lạnh lẽo. Muốn dương cân bằng thì nên dùng nhiều dương, nhiều nhiệt lượng, nên bính hỏa và hành hỏa có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong tháng. Những người mạng thủy thì thuận về sự nghiệp, nhưng sức khỏe và tình cảm không tốt. Người mệnh hỏa thì chỉ có tuổi bính thân, bính dần, bính tý, bính tuất còn thuận lợi. Các tuổi mạng hỏa khác đều sẽ lao đao, mạng kim thì có nhiều quý nhân che chở. Nhưng can khí tương sinh nên sẽ hao tổn nhiều sức lực, lưu ý giữ gìn sức khỏe. Người mạng mộc bình an nên nằm yên chờ cơ hội. Tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Nhâm Tý trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Tuy nhiên, để có thể đạt được thành tích cao, bạn có thể phải đánh đổi bằng phương diện tình cảm của mình. Nguyệt lệnh lâm đế vượng cho thấy bản mệnh dễ dàng tìm được cơ hội khẳng định điểm mạnh của mình trong tháng này. Không những vậy, bạn còn thể hiện được khả năng lãnh đạo, dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Rất có thể, đây là lúc bạn nhận được tin mừng thăng chức bởi cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một vị trí xứng đáng hơn với năng lực. Về tài lộc,
bạn cũng phát huy được thế mạnh và tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng hoặc đối tác của mình. Do đã có chỗ đứng trên thị trường nên bạn chẳng phải lo lắng quá nhiều đến các đối thủ cạnh tranh. Nếu khả năng cho phép, bản mệnh có thể nghiên cứu thêm việc mở rộng thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Chuyện tình cảm lại khá ảm đạm trong tháng này do tác động của ngũ hành. Có thể bạn quá bận rộn với công việc của mình nên ít có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Người độc thân thường tìm cớ trốn tránh các buổi gặp gỡ vì không muốn tốn thời gian. Người đã lập gia đình thì thiếu quan tâm đến nửa kia cũng như con cái của mình. Về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý đón nhiều tin tức tốt lành do cục diện nguyệt lệnh lâm đế vượng mang lại. Bản mệnh ngày càng tin tưởng vào bản thân nên sẵn sàng nêu lên quan điểm, ý kiến của mình giữa tập thể. Chính những lúc như thế này, bạn gây ấn tượng mạnh với cấp trên và cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Không chỉ người làm lãnh đạo, mà nhân viên cũng sẽ thể hiện được khả năng dẫn dắt tài tình của mình, góp công lớn trong việc đưa tập thể tiến tới thành công. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, nên nhanh chóng phát hiện ra những mục tiêu chính xác, đồng thời có cách ứng phó phù hợp khi đối diện khó khăn. Bản tính cởi mở, hòa đồng, lại biết cảm thông, không kiêu ngạo là điều giúp bạn tìm được chỗ đứng của mình và khiến ai cũng yêu mến. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, bạn sẽ còn đạt được những bước tiến đáng mừng hơn nữa. Tuy nhiên, theo tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, dù mọi việc đang tiến triển thuận lợi, bản mệnh cũng cần đề phòng bất trắc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thái tuế hung tinh xuất hiện. Con giáp này cần cẩn thận khi xuất hành đi xa, nếu không dễ gặp sự cố bất ngờ, các công việc quen thuộc cũng không được chủ quan, tốt nhất nên kiểm tra kỹ càng trước khi bàn giao. Về phương diện tài lộc, người tuổi Nhâm Tý không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc trong tháng 11 âm lịch này. Những thành tích tốt trong công việc sẽ giúp bạn thu về được một khoản tiền rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, chắc chắn bạn không thể thiếu được những khoản thưởng nóng. Nhờ thành tích cao và những đóng góp cho tập thể, cấp trên hẳn sẽ không keo kiệt với một nhân viên xuất sắc như bạn. May mắn hơn, một số người còn có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương trong tháng này, từ đó cải thiện được mức sống của mình. Hãy coi đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai, bởi tiềm năng của bạn vẫn chưa được phát huy hết đâu. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên chẳng sợ đối thủ cạnh tranh, chơi xấu. Bạn nắm bắt rõ thế mạnh và phát huy đúng lúc, đúng chỗ, từ đó thu hút được lượng khách hàng trung thành ngày càng đông đảo. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, nếu thời gian và khả năng cho phép, con giáp này có thể nghiên cứu mở rộng thị trường hoặc quy mô kinh doanh của mình. Tất nhiên, bạn sẽ hơi vất vả hơn một chút, thậm chí tốn sức giải quyết rắc rối bất ngờ xuất hiện, nhưng sau cùng, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Về phương diện tình cảm, gia đạo, con đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tý lại không được hanh thông, thuận lợi như con đường sự nghiệp và tài lộc. Có thể đây là cái giá phải trả nếu như bạn muốn gặt hái thành công. Với người còn độc thân, bạn thích dành thời gian cho công việc cá nhân hoặc phát triển sự nghiệp hơn là gặp gỡ, làm quen với người khác. Chính vì vậy, bạn thường tìm cách từ chối tham gia những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc xem mắt do người thân tổ chức. Bạn có thể quyết định thời điểm này, đâu là điều quan trọng hơn với mình và dành nhiều tâm huyết cho điều đó. Tuy nhiên, nếu nhận thấy đối phương là người tốt thì bạn có thể giữ quan hệ là bạn bè trước, rất có thể đối phương sẽ đem lại nhiều tác động tích cực cho bạn. Người đã lập gia đình, không có nhiều thời gian để quan tâm đến người thân của mình bởi bạn đã tốn quá nhiều tâm huyết cho sự nghiệp. Bạn nên trao đổi rõ mọi vấn đề với người ấy để tránh những hiểu lầm không đáng có và được người ấy thông cảm nhiều hơn. Khi sắp xếp được lúc rảnh rỗi, bạn cũng nên ở bên người thân và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Nhờ những phút giây như vậy mà bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời người thân có thể giúp đỡ bạn nếu bạn gặp phải chuyện khó giải quyết. Về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong khoảng thời gian này. Với tinh thần hăng hái, tích cực, bạn luôn cảm thấy tràn trề sức lực và sẵn sàng bắt tay vào các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, dù nhiệt tình với công việc đến mấy, bạn cũng không nên bắt bản thân mình làm việc quá sức. Tốt nhất bạn vẫn nên duy trì lối sinh hoạt điều độ, ăn uống, nghỉ ngơi có giờ giấc để tránh các bệnh như đau dạ dày, đau đầu. Người đang mắc bệnh cũng có dấu hiệu cải thiện sức khỏe nhờ tác động của đế vượng. Bạn hãy nghiêm túc thực hiện theo các yêu cầu của bác sĩ, vận động và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, chắc chắn bệnh tình sẽ thuyên giảm. Trước khi đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết theo từng tuần và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, Minh Đường tử vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Nhâm Tý 1972. Trong tháng 11 này,
nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Dựa theo cung mệnh thì nam Nhâm Tý thuộc mệnh thủy, chính vì vậy, khi xây nhà hoặc mua nhà, tuổi Nhâm Tý nam nên chọn và tránh chọn những hướng sau đây. 1. Hướng nhà nên xây. Xây nhà hướng đông nam, sinh khí, cung sinh khí, thuộc sao Tham Lang, là sao tốt trong phong thủy. Sao này có khả năng thu hút tài lộc, danh tiếng, giúp bạn thăng quan phát tài. Sinh khí chủ về vượng khí, có lợi cho con trai, giúp tạo ra danh tiếng, mang tới sức sống dồi dào và tính dục mạnh mẽ. Do đó bạn nên ưu tiên hàng đầu chọn hướng nhà, hướng cửa chính, hướng phòng ngủ, bàn làm việc theo hướng sinh khí. Lưu ý, nếu sinh khí mà không may có khu vệ sinh, phòng kho thì sẽ khiến gia đình bạn hay mất vặt, thất nghiệp, sinh non, mắc nhiều bệnh tật. Xây nhà hướng nam, phúc đức, diên niên. Diên niên hay còn gọi là phúc đức, mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, chỉ sự đầy đủ, giàu có, thịnh vượng, thiện lương, hiền hậu, có đạo đức, nhân từ. Trong phong thủy, diên niên thuộc kim tinh, được xem là cát tinh thứ hai, khi gặp được sao này sẽ mang tới cho bạn tài vận tốt, tăng tuổi thọ, có sức khỏe dồi dào, vợ chồng hòa thuận. Do đó, diên niên chính là hướng xây nhà tốt bạn nên áp dụng. Lưu ý, nếu diên niên không may có khu nhà vệ sinh, phòng kho thì hay xảy ra tranh cãi, thị phi, nhà cửa không yên ổn. Xây nhà hướng đông, thiên y. Thiên y là một cung hay một sao cát lợi trong phong thủy. Thiên y chính là sao cự môn, chỉ về y dược. Trong nền y học phương Đông được biểu tượng bằng chiếc hồ lô đựng tiên đơn, mang lại sức khỏe dồi dào và trường thọ. Sao thiên y là sao cự môn, vốn là cát tinh thứ ba thuộc hành thổ. Nếu xây nhà hướng thiên y sẽ giúp làm bệnh tật thuyên giảm, tài vận rất tốt, kéo dài tuổi thọ. Lưu ý, nếu thiên y mà không may có khu vệ sinh hay phòng kho thì lập tức trở thành xấu, làm bạn mắc bệnh kinh niên, ung thư. Xây nhà hướng bắc, phục vị. Phục vị là sao tả phù, được xem là một cát tinh trong phong thủy, có khí chất đoan chính, hiền hậu, trung lương, thích làm việc thiện, thường xuyên giúp đỡ người khác. Nhà hướng phục vị sẽ giúp cho phúc đức gia đình bạn dày dặn, vượng đinh, vượng tài. Tuy nhiên, theo một số tài liệu khác như cuốn Phong thủy Bát Trạch và Huyền Không Học thì cung phục vị thuộc mộc, cũng là sao tốt, mang ý nghĩa tài vận tốt thường, trạng thái khí vận trung bình, sức khỏe và gia vận bình thường. Lưu ý, nếu phục vị không may có khu vệ sinh, phòng kho, sẽ khiến bạn luôn cảm thấy nóng nảy, bất an, làm mất lòng nhiều người vì những chuyện không đáng. 2. Hướng nhà không nên xây. Xây nhà hướng bắc, tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là phương vị rất xấu trong phong thủy, bát trạch thường chỉ phương vị hướng về phía âm khí. Do đó nó hoàn toàn không thích hợp với cơ thể con người, gây ra bệnh tật, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và gây nhiều tai ương. Nhà xây hướng tuyệt mệnh sẽ làm cơ thể bạn suy yếu, làm bạn xuống tinh thần, cơ thể sinh ra nhiều bệnh, lâu dài sẽ ảnh hưởng sự nghiệp và tình cảm. Tuy nhiên, nếu cung tuyệt mệnh là khu nhà vệ sinh, phòng kho thì giúp bạn có sức khỏe tốt, tăng tuổi thọ, giúp duyên phận con cái tốt, thu hút may mắn, tài vận. Xây nhà hướng đông nam, ngũ quỷ, thuộc sao Liêm Trinh, Đại Hung, nên nếu xây cửa ra vào phòng ngủ, bếp theo hướng ngũ quỷ sẽ khiến các sự việc lôi thôi vô cớ ập đến. Trong nhà bạn sẽ có người mổ xẻ, ung thư, vướng vào tai tiếng, thị phi, phá sản, trộm cắp, hỏa hoạn. Tuy nhiên, nếu hướng ngũ quỷ mà được xây ở vị trí như nhà vệ sinh, phòng kho thì có thể biến thành sao tốt. Khi ấy sẽ giúp công việc làm ăn, mối quan hệ ngoại giao của bạn được cải thiện tốt hơn, hòa thuận với đồng nghiệp hơn. Xây nhà hướng đông, hỏa hại. Sao hỏa hại là sao xấu trong phong thủy. Sao này thuộc hành thổ, khi gặp sao này sẽ làm bạn khó tích lũy tiền bạc hay dính vào kiện tụng, thường bị tranh chấp, mất trộm. Do đó, nếu sao hỏa hại ở những phương vị quan trọng như cửa ra vào, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tài chính của gia đình, cực kỳ hao tài, hay xảy ra tranh cãi giữa các thành viên, có sự bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, nếu cung hỏa hại là khu vệ sinh, phòng kho, thì người trong nhà sẽ được yên ổn, giữ các mối quan hệ trong nhà hòa thuận, tăng cường sức khỏe. Xây nhà hướng nam, lục sát, thuộc sao lộc tồn, thứ hung, nên nếu bạn xây cửa ra vào, phòng ngủ, bếp theo hướng này, thì tình duyên trắc trở, vợ chồng thường hay mâu thuẫn, sự nghiệp không tốt, khiến bạn không lo làm ăn, thường xuyên rượu chè, cờ bạc. Tuy nhiên, nếu lục sát là toilet, phòng kho thì người trong nhà sẽ có suy nghĩ đúng đắn, có số đào hoa, đồng thời rất có lợi cho đường tình duyên. Tiếp theo, tử vi từng tuần tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Nhâm Tý 1972, âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Nhâm Tý không nên thực hiện những động thái hoặc thay đổi lớn trong tuần này về công việc.
mối quan hệ giữa các cá nhân ở nơi làm việc rất tốt, bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc lãnh đạo khi gặp vấn đề. Tuần này, người tuổi Nhâm Tý có tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, từ đó được cấp trên đánh giá cao. Người tuổi này không gặp phải những khó khăn quá lớn, dù trước mắt vẫn còn nhiều thử thách. Bằng ý chí mạnh mẽ, bạn hoàn toàn có thể vượt qua và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc. Thái âm cát tinh phù trợ công việc, nhất là những ai đang bán hàng online, sẽ biết những cách để tìm ra khách hàng phù hợp hơn cho mình. Không những thế, bạn tránh được việc tham lam, thay vào đó nhờ sự tập trung mà có được kết quả đáng nể. Người tuổi Nhâm Tý có thể cảm thấy bình thường, nhưng có thể những người khác lại cảm nhận không tốt về bạn. Đề phòng và cẩn trọng là điều nên làm, song đôi lúc nó cũng khiến bạn và những người xung quanh trở nên xa cách hơn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân, con số may mắn nam 6, 12, 96, 40, nữ 9, 69, 27, 06. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi hàng tuần 12 con giáp nói rằng, người tuổi Nhâm Tý sẽ có vận trình tương đối suôn sẻ trong tuần này. Trong công việc, bản mệnh được lãnh đạo và người lớn tuổi ưu ái hơn. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc, có thể nhờ đến sự giúp đỡ của họ. Người tuổi Nhâm Tý báo hiệu một tuần vượng tình duyên, bạn hoàn toàn có thể tranh thủ cơ hội để bày tỏ tình cảm hay lên những kế hoạch hẹn hò, gặp gỡ người mình thích. Mối quan hệ giữa các thành viên gia đình ngày càng khăng khít, người thân luôn quan tâm và hỗ trợ cho nhau. Dịch mã xuất hiện, khuyến khích tuổi Nhâm Tý phải đi xa để tìm kiếm cơ hội tiền bạc cho mình. Đến một vùng đất mới bạn cũng được học hỏi nhiều hơn, từ đó mà có cách nhìn và đánh giá mọi việc một cách khôn ngoan hơn trước. Vận trình tình cảm không được tốt khi cả hai cùng bận rộn và không ai chịu dành thời gian nhìn lại hay quan tâm tới nửa kia của mình. Rắc rối ngày càng gia tăng khi thiếu sự chia sẻ và thường xuyên xảy ra những giận hờn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 1 đến 3 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân, con số may mắn nam 3, 33, 85, 67, nữ 3, 58, 24, 92. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Người tuổi Nhâm Tý sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn trong tuần này, hãy cẩn thận để có những điều chỉnh kịp thời. Về công việc, bản mệnh có khả năng chịu đựng áp lực tốt và có thể xử lý tốt những nhiệm vụ còn tồn đọng, được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, tử vi có lời khuyên tuổi Nhâm Tý cần để ý đến cảm xúc, ý kiến của đồng nghiệp xung quanh mình. Bạn nào đang theo lĩnh vực kinh doanh, cần cẩn trọng khi đưa ra bất cứ quyết định đầu tư nào, nếu không sẽ rất dễ mắc sai lầm, tốt nhất bạn hãy giữ thật chặt tiền trong túi. Thái dương cát tinh mang đến điểm sáng cho kết quả công việc trước đây mà bạn rất chăm chỉ, kiên nhẫn làm việc, thậm chí đó là một khoản tiền từ nghề phụ, hỗ trợ bạn trải qua giai đoạn khó khăn của mình. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu giữa tuần này có ai đó để ý đến bạn, vì nó là kết quả của những lần bạn tỏ ra thờ ơ với mọi người. Cuối tuần này, hãy mạnh dạn mở lòng và đón nhận những điều lãng mạn sắp tới nhé, sẽ rất thú vị đấy. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 đến 21 giờ, màu sắc cát tường hồng, trắng, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần, con số may mắn nam 3, 87, 02, 72, nữ 3, 20, 29, 82. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tý 1972. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý tuần này dễ tiêu hao và nhiều biến động. Trong công việc, bản mệnh sẽ có những áp lực, khó khăn bất ngờ, đòi hỏi tinh thần đồng đội mới vượt qua được. Khi gặp khó khăn, đừng chỉ một mình giải quyết mà hãy nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Vận trình công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt, bạn có một tuần làm việc thuận lợi, hoàn thành tốt những dự án được giao. Một số người thậm chí nhận được hoa hồng cao hơn do tiến độ trước thời hạn mà hiệu quả vô cùng tốt. Nhân duyên vượng đào hoa, các cặp đôi mặn nồng, hạnh phúc, tuổi Nhâm Tý sẽ có được những thành tựu nho nhỏ trong công việc. Nếu biết cách sắp xếp lịch trình khôn ngoan, bạn đạt được hiệu quả công việc ở mức cao và gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi. Vận trình tình cảm của tuổi Nhâm Tý đang ngày càng tăng tiến, hai người đã biết lắng nghe nhau hơn, tôn trọng ý kiến của đối phương, nhờ đó mà bạn lại cảm nhận được tình yêu đang lớn dần lên giữa hai người. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao,
sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mão, thìn, con số may mắn, nam, 9, 56, 82, 13, nữ, 6, 35, 02, 99. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.